với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế phần phụ kiện của thang máy cáp nhé các bạn. Đây, sáng mình có chụp ảnh những cái đây là cái bát nối của cái mã phần máng cáp, thang máng cáp nha các bạn. Nó là lỗ van để dùng để bắt này. Tùy theo kích thước của cái chiều cao của máng mà cái lỗ này có thể 2 lỗ hoặc là 3 lỗ hoặc 4 lỗ. Đây, rồi sơn tĩnh điện lên các bạn, hoặc là nhúng kẹo hay là nhúng nóng, mà kẹo hay nhúng nóng hoặc là làm bằng inox cũng được. Đây là cái phần liên kết giữa bát nối và phần cái co lên nhé các bạn, cái co lên khi mình chấn lên như thế này. Đây là cái ốc liên kết này. Đấy. Phần lỗ nằm phần lỗ trên cái thân của cái co nó sẽ nằm ngang một cái lỗ bắt nối, nó sẽ nằm dọc để mình dễ tăng đưa các bạn ạ. Đấy. Đây là cái tê đều nó liên kết cho các bạn xem vậy. Đây các bạn thấy cái lỗ nó nằm dọc một bên này, nó nằm ngang đúng không? Đây khi mình liên kết. Đây là phần phía trong các bạn, cái đầu của ốc nó sẽ tròn. Đấy. Đây là cái tê đều này. Cái nắp này, khi mình chấn là cái nắp cạnh chấn một cạnh xuống các bạn này. Đấy. Khi mình đẩy lên như vậy. Cái phần tê này á, là cái bát này mình phải tách riêng ra, mình chấn lên mới hàn ở phần này. Hàn nối với cái đáy ở dưới này, đấy các bạn. Đấy. Đây, xong cái phần giới thiệu qua. Giờ mình có một cái đơn hàng như thế này. Đâu ta? Có cái đơn hàng. Có hình ảnh đâu? Đây máng cáp, ở đây họ ghi cái phần báo giá, họ ghi là máng cáp rộng 150, đây rộng 150, cao 50, đoạn dài 2.500 mm. Đấy, số lượng ở trên này là số lượng 4 này các bạn này. Rồi máng cáp 2m1, 1m3, 70, 16 này. Đây mình có làm ở đây. Đây các bạn. Bước đầu vẫn mình để nguyên là 16 và 46. Ở đây cái kích thước này sẽ thay đổi vì cái độ dài tôn này giờ là tôn 2 ly nha các bạn. Nếu như hôm trước mình làm bên này á, nó là đây, giống như mình đang lấy cái tôn ly 2 đây các bạn. Đây tôn ly 2. Kích thước nó sẽ là kích thước cắt của cái tôn nó chỉ là 2503 và 266, nhưng ở sang cái tôn 2 ly này các bạn này, ở đây là tôn ly 2, cái bước chân của cái bước thứ hai nó sẽ khác này, 47.6 cộng với 2 ly 4 nó sẽ lên 50, còn ở đây tôn 2 ly nó sẽ là 46 các bạn. Cái này của mình cũng đã nhắc nói nhiều rồi vì cái này là phần đủ dài tôn. Đấy. Mình sẽ kéo test ra, kéo giảm xuống là 2m1 và chia đều cái lỗ này như theo báo giá này yêu cầu các bạn này. 2m1, 1m3, 70, 1m6, 1m4, 50, 1m5, 90, 500, 70, 330. Và mình test lại nó như thế này được các bạn. 1, 3, 70 này. 1, 6, 70. Các thông số về độ rộng là vấn đề giữ nguyên các bạn. Đấy, người ta chỉ yêu cầu các phần máng nó giảm chiều dài lại chứ phần rộng vấn đề nguyên. Đấy. Rồi sang đến phụ kiện. Cái phần máng mình nói qua thôi. Cái máng đơn giản hơn đúng không? Ở đây cái mục số 11 người ta ghi là chuyển hướng Z 45 độ. Máng cáp 150 tôn 2 ly, kích thước cao 200, dài 430, ký hiệu
chi tiết là CT10, số lượng là 2. Đây cái phần bản vẽ đâu ta, CT10 mình tìm đến, họ có gửi cho mình cái bản vẽ, bản vẽ tổng á, không phải bản vẽ chế tạo nha các bạn, bản vẽ shop á, người ta gọi là bản vẽ shop á. Đây chi tiết CT10 nhất cao 200 này, hát cao 200 này, nó cao lên 200 này, cái đầu này thò ra 55 này, đầu này thò ra 100, máng cao 50, rộng rộng ở đây các bạn này 150 này, đây hình chiếu bằng này, hình chiếu cạnh này. Đấy tổng của cái đầu này là 430, tổng từ đầu máng đầu của bút này đến đầu này là 430 này, nhất là hát cao 200. Đấy ở đây mình sẽ chế tạo như thế này cái phần này các bạn này. Cái này mình tạm thời xóa đi nhé. Ở đây mình đã làm sẵn này, nhất là cao 200. Đấy. CT10. Mạng cấp 150. Ở đây các bạn nếu có một cái sẵn thì các bạn có thể sửa còn nó. Đây giả sử mình lấy cái này. Mình lấy cái này sửa cho cái giống như thế, để giống làm như cái CT10 của họ á. Mình tạm thời nhìn cái bản vẽ này, không nhìn bản vẽ bên này nữa nha các bạn. Đây cao 200, đầu này 50 155, đầu này 100. Đấy. Tổng là 430. Thì ở đây nó là đang 365 đúng không? Cái đầu này sẽ là 155. Đây này, này. Đấy. Thì ở đây mình có 140 thì các bạn kéo nó ra 15 ly. Đấy. Cái này xóa đi. Cái đầu này họ vẫn để 100 thì mình muốn 100 đúng rồi đúng không? Đấy các bạn hiện tại này, 308 mà cái này 430 thì nó đang thiếu 50, các bạn kéo ra 50 ở giữa. Không kéo ở bên này nha các bạn, các bạn kéo ở giữa. Đấy. Còn cái này là cao lên. Cao 200 thì ở đây 130 thì cao lên 70 các bạn này. Đấy. Các bạn kiểm tra cái phần giữa. Các bạn kiểm tra phần giữa nhá. Là 47. Là tương đối chuẩn đấy các bạn. Đấy. 47 mình chấn một cạnh lên là 49. Nó hiện tại vẫn đang thiếu 1 ly các bạn ạ. Đấy các bạn. Các bạn phải để 48 đúng không? 48 như cái này này. Đấy. Nếu mà các bạn muốn chỉnh 48, các bạn xóa cái đường này đi. Các bạn offset cái đường này xuống 48. Đấy. Rồi các bạn kéo cái đường này ra. Xóa cái đường này. Đấy, rồi kéo cái đường này nó đã giao nhau rồi. Các bạn tìm nó đi. Đấy. Đây các bạn triệt kiếm nó. Các bạn đo lại thử nhá. Vì tôn 2 ly mà các bạn, cái này là về 48. Đấy, các bạn thấy không? Nó bằng 48. Ở đây mình đo phía trên và phía dưới cũng 48 nha các bạn. Đó. Và đây mình đo cái này. Rồi mình sẽ lấy đôi xứng qua. Cái này là hàn ở bên dưới, cái phần bát này nó sẽ hàn ở cái bát bung bung của nó sẽ hàn ở phần này các bạn, phía trong này. Phía trong của cái mép thân hai bên này. Rồi mình sẽ lấy đôi xứng qua như này. Các bạn khi làm phải làm đối xứng nha các bạn, không các bạn chấn một phía một, để nguyên một thế này mà cắt hai cái giống như thế này nó sẽ bị ngược chiều nhau, nên các bạn phải làm đối xứng khi mình hàn lên mới đúng đúng không?
phần bên này các bạn sẽ không phải đo cái này nữa, các bạn sẽ phải đo góc, thì cho người ta chấn cái bát ở dưới biết góc mà đo mà chấn các bạn. Đấy, cái phần này các bạn cũng không phải đo vì bên này đã đo rồi, cái nào đo rồi thì các bạn bỏ qua. Đấy, cái phần chưa đo nữa là cái phần này 132 hơi lệ nha các bạn, vì cái phần này là phần người ta không ràng buộc, người ta chỉ ràng buộc cái kích thước 155 và kích thước 155 và 100 các bạn, rồi chiều cao nữa, chiều cao 200 tính từ đáy này qua đáy kia. Đây, cái chỗ này 133.2, cái này 121.7. Đây là mình đang làm cái nắp của nó nha các bạn, cái nắp để của cái jet này này. Đây các bạn, cái đẩy jet đây khi mình đây, người ta chỉ yêu cầu cái mặt kích thước này là 100 155, đầu này là 100, còn cái này cao 200, máng là h cao 50, rộng 150. Đây cao 200, đầu này thì cao 155, cái này bằng 100 và h là 50 các bạn. Đấy, đây ở đây, ở đây mình để làm cái nắp, cái đầu tiên là nó đầy ở đây này, rồi bẻ lên đầy ở phía bên này, rồi đầy đầy ở phía bên này luôn này, nó đầy theo cái đường này luôn các bạn này. Đấy, đầy theo như vậy. Ở đây các bạn sẽ đoạn này nó bằng 100, các bạn để nguyên 100 luôn nhé. Còn đoạn đầu này 155, các bạn cũng để 155. Đấy, còn đoạn chính giữa sẽ cần phải bù trừ cho hai bên. Đoạn chính giữa nó là 265.8 thì các bạn phải để nó là 260, nó gần là 266 đúng không? Các bạn phải để 268. Đấy, vì cái bàn các bạn đẩy nắp lên nó sẽ có đủ hở tí là nó sẽ bị, các bạn nếu mà không bù trừ cho nó là nó sẽ bị cụt ngắn, cụt nó ngắn ở đoạn này, này các bạn, khi đẩy là các bạn bị ngắn đoạn này. Các bạn có thể làm thử một cái thì các bạn sẽ biết cái độ hở của nó sẽ làm cho cái phần mình đẩy vào nó không vừa so với cái thân. Đấy, theo kinh nghiệm của mình thì hiện tại mình đang để là nó cao lên gần 2 ly nha các bạn. Đấy, 268 mà ở đây là gần 266 này. Còn phần cái bát ở dưới, cái bát nó hàn ở dưới cái đường này các bạn này, thì nó là cái này. Đây là cái phần phụ kiện tay các bạn. Đấy, cái bát ở dưới thì mình đo khoảng cái khoảng cách này. Ở đây là do mình để 133 là mình để cho cái số nó đẹp các bạn. Hiện nếu các bạn để nguyên là 133.2 cũng không sao các bạn nhé. Ở đây, đấy, 133, cái độ sai lệch của nó 0.2 thì không đáng kể mấy đúng không? Các bạn để 133.2 hoặc là 133 cũng được, vì nó bù cho cái đoạn 121.27 này, mình sẽ làm 122. Hoặc là các bạn định nguyên là 133.2, sau này là 121.7. Còn ở dưới là 200 này, các bạn đo phần này này. Còn phần dưới 265, vẫn là 265.8, thì ở đây mình lấy lên là 266 như tròn. Đấy, như vậy là xong một cái phần phụ kiện Z này. Các bạn có thể lấy ở cái này làm cho cái khác. Đấy, ở đây mình lưu ý là cái phần nắp này, phần nắp này nó sẽ phần phụ bì của nó sẽ là 153, khi mình chấn cạnh hai bên này lên là phần lọt lòng của nó là 153. Ở đây mình nhúng nóng là mình để khe hở 2 mép là 1,5 ly. Còn nếu mà để sơn tinh điện các bạn này nên để là 152 các bạn ạ. Phần nhúng nóng nó sẽ
dày ra hơn. Ở đây cái độ rộng của cái phần này là 146, vì cái phần bát hàn hai bên này, nó ăn phủ bì của cái này, người ta hàn cái mép ngoài các bạn, chứ không phải hàn trên được cái hàn không hàn trên cái tấm này. Nếu mà hàn trên cái tấm này thì là cái phần này nó sẽ là 150, nhưng mà người ta hàn ngoài phía ngoài để dễ hàn hơn các bạn. Đấy, thì hàn ngoài là phần vừa đảm bảo phần mối hàn, kết cấu mối hàn luôn nha các bạn. Hàn ở phía trên thì nó hơi khó hàn mà xấu nha các bạn, nên ở đây là 146 phủ bì hai bên, hai bên cộng hai cái bát, mỗi bên mỗi bát 2 ly nữa là thành 100, máng 150 theo yêu cầu của khách hàng này. Đây 150, và như vậy là nó đã xong cái phần chi tiết Z. Ở phần dừa nó là 175 theo yêu cầu. Đấy, còn ở phần cái kích thước này người ta không yêu cầu thì các bạn cứ để nguyên làm, biết làm sao nha. Cái phần máng này nó có H50 bằng nhau nha bạn. Nếu mà các bạn có ràng buộc khác nữa là cái phần này, đa số là cái phần này nó bị nhỏ lại hoặc bị to ra nha các bạn. Đấy, nhưng mà ở đây người ta biết là cái phần này nếu mà ràng buộc như vậy có sẽ có một phần không bị ràng buộc để mình chỉnh sửa. Đấy, cái Z này là có tác dụng để dùng để các bạn người ta tránh cái đường máng nha các bạn. Các bạn có một cái đường máng chạy thẳng như thế này đấy, nhưng mà có một cái máng băng qua, nhưng mà nó sẽ không thâu được qua đúng không, nó sẽ bắc qua thế này, người ta sẽ làm hai cái Z, Z bên này và Z bên kia nó sẽ qua, hoặc là nó nối thẳng qua cái máng này đi thẳng như thế này đấy. Đây, mình xóa cái này cho bạn, không mình lấy cái này. Ôi, xóa mất thế này. Đây mình vẽ cái hình 2D rưỡi cho các bạn xem. Khi mình hàn cái bát ở dưới nó sẽ như thế này. Đúng không? Đấy, mình hát cho nó cái hát nó cho nó dễ nhìn. Cho nó cái màu vàng đi. Phần này đấy, các bạn thấy không? Khi mà cái jet máng nó như thế này các bạn. Đấy, các bạn nhìn rõ chưa? Đấy, khi mình hát lên. Đương nhiên là cái phần dừa này nó sẽ có những cái lỗ này như thế này, này, để mình cố định cái dây máng các bạn. Dây máng nó đi như thế này, này, đi qua thế này. Đấy, vậy là xong cái phần chi tiết Z. Thì các Z khác nó sẽ tương tự, mình sẽ không hướng dẫn các bạn. Các bạn có thể chỉnh sửa theo yêu cầu của người ta, vì có sẽ có những cái màu sẵn đây các bạn sẽ phải sửa được đúng không? Không thì không, các bạn tự vẽ lên thì cũng được. Ở đây mình có nói nữa là cái phần góc này này, cái nắp này này các bạn, mình cho cái đường này nhá. Cái nắp này khi mình chấn lên á, mình bẻ lên thì cái phần này không cần phải khoét cái rãnh này, rãnh thoát các bạn. À, khi mình bẻ lên thì cái đường này này, mình chấn lên thì cái phần này đương nhiên là mình bẻ oẳn lên, bẻ oẳn cái lưng lên thì cái phần này không phải chè cái đường giống như đường này. Còn nếu mà khi mình lên rồi mình bẻ quắp xuống thì phải dùng cái đường này. Đấy, cái đường này là khi mình bẻ gập xuống cái mỏ xuống, gập cái mỏ xuống như thế này đúng không, thì bắt buộc phải có cái góc này, cái góc gập này. Ở đây góc là 49, thì cái góc này ở đây mình sẽ trừ mỗi bên 0.5 ly để khi mình gập vào nó sẽ bị, nó có khe hở để mình dễ gập hơn các bạn nhé. Mình để 0.5 và góc nó sẽ là 51 độ. Nếu mà các bạn để 49 độ bằng theo nó thì khi mình gập xuống
nó sẽ vừa bằng khi mình đậy mà khi mình sơn lên này nó dính bột hay là nó bị nó chân khở tí là mình đè không xuống được, khi mình bắn cái nắp này nó bị canh các bạn ạ. Chẳng thà các bạn để cho nó 51 độ hoặc 52 độ thì các bạn gì gập xuống để bắn cố định cái nắp vào cái thân con này, mình đè xuống các bạn này. Đấy, mình đè cái thành này, cái thành này có một cái cạnh này các bạn ạ. Mình đây chỉ về cái thân thôi. Đấy. Các bạn để đây là 51 độ. Đấy. Thì cái phần các bạn chấn cọc xuống nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy. Các bạn nó có dính cái kẹt sơn nó có dính vào đây thì nó cũng đảm bảo được cái phần góc độ. Đây mình sẽ xóa cái phần này đi. Đã xong cái phần Z mình không giới thiệu nữa. Đây. Z giờ đây phần T nhé các bạn, T máng này. Mình sẽ giới thiệu cho bạn các cái T máng. T máng đây người ta ghi là T rộng 150, đầu thứ ba là đầu thứ hai là 100, đầu thứ ba là 150, cao 50, tôn 2 ly, chi tiết ký hiệu là CT1 và số lượng là 1. Đây mình sẽ có cái có sẵn nhưng mà sẽ sửa nhá các bạn. Mình đã làm rồi nhưng mà mình sẽ có một cái không phải của nó nhưng mà mình sẽ chỉnh cho các bạn xem để các bạn hiểu hơn, nếu mà mình chỉ nói qua thôi thì các bạn sẽ hơi khó hiểu đúng không? Nên có cái phần này để cọc mà cặp cặp copy đây mình bỏ vào đây cho nó dễ nhìn các bạn. Mình copy cái phần em mà ta đây T trăm rưỡi trăm trăm rưỡi H 50 giờ 2 ly CT1 mình đã làm CT1 đây các bạn này. CT1 là nó là cái này các bạn này. CT1 các bạn tìm đến cái phần kích thước. Những cái công ty nó có cái bộ phận chuyên thiết kế shop mảng cáp thì họ sẽ yêu cầu các chúng ta cái phần độ dài của những cái phụ kiện này. Còn những cái phần công ty mà không có người chuyên về cái phần mảng cáp này á, họ sẽ tùy theo cái phần thiết kế của bên nhà sản xuất. Đấy. Chỉ cần yêu cầu cái độ cao và cái độ rộng của máng là được. Còn cái phần H này có thể người ta sẽ ghi 200, còn cái phần 150 này 100 này bên nhà sản xuất cung cấp này sẽ có thể điều chỉnh được. Còn ở đây người ta có bản vẽ luôn thì các bạn phải làm theo cái bản vẽ. Đây các mình sẽ tìm đến cái phần CT1. Đây CT1 là cái này các bạn này. CT1 cái T này là T giảm là ở hai đầu nó là 150 này. Còn đầu chính giữa là 100 thì người ta thường gọi là nó T giảm nha các bạn. Nếu mà ở đây là 200 thì người ta gọi là T tăng. Đấy. Rộng là 300 này, dài 300 này. Cái này rộng theo trục Y là 250. Đấy. Thì ở đây cái này là hoa lộ. Ở đây mình có một cái màu sàn ở đây nó khác với cái này, khác với mình đã làm đúng không, thì mình sẽ chỉnh sửa nó như sau nào. Đây hiện tại nó đang
xóa bớt cái lỗ này đi các bạn nhé, để cho nó dễ chỉnh sửa. Đây hiện tại mình sẽ sửa cái này đầu tiên, 47.6 đầu tiên các bạn nhé. Mình sẽ sửa xuống 46 đúng không các bạn. Ở đây mình sẽ xuống 0.8. Mình sẽ kéo xuống dưới này 0.8 nữa, sẽ là còn 46 đúng không. Xong cái phần này, ở đây sẽ là cái bát hàn hai bên nhé các bạn, giống như cái phần này các bạn này, cái T đều đây, cái phần cái T nó giống như thế này các bạn này. Đấy, cái phần bát này nó sẽ tách riêng ra, còn cái phần sau nó thì gộp chung. Đây các bạn, đây thấy không, ở đây họ quy định ở đây là 100 nha các bạn. Đây là 250, đây là 300. Thì mình sẽ kéo cái này xuống 100 nữa. Các bạn kéo đấy thì các bạn cũng kéo luôn cái nắp này này. Đây tại sao là 359 và đây là 360, các bạn có thể chỉnh cho nó bằng nhé. Ở đây là mình đang để 70, còn 0.9 thì mình cũng để phần này. Các bạn có thể chỉnh như thế này này, kéo cái phần này là 0.45 này, cái này là 0.45. Đấy, là nó đều. Rồi, cái này phần này là 300 thì các bạn phải kéo cái điều này xuống 30 hai bên là còn. Đây. Ở đây người ta sẽ kéo xuống 30 thì cái phần này. Ở đây tại sao là nó là 80 các bạn này, mình sẽ nói này. Ở đây ba lỗ nó sẽ là cái phần này. Sao nó lại 78.9 vậy, chứ không phải là 78 vậy. Ừ, 80 này, 80 là đây, cái phần này nó sẽ đi theo cái bắt nối, nhưng mà ở đây người ta yêu cầu xuống 50, các bạn phải xóa được cái bộ lỗ này này. Cái lỗ này là giờ là không cần thiết nữa, không đâu, không còn đến nữa. Các bạn sẽ kéo vào mỗi bên là 30, để còn lại là 300 nha. Đây là nó đảm bảo được cái phần này 300. Còn cái phần trên này 250. Các bạn cùng kéo luôn bên này nhé các bạn. 30 này. 30. Đấy. Rồi các bạn kiểm tra, các bạn kéo luôn cái phần bát này, bát hàn này các bạn. Các bạn cũng xóa cái này đi. Xóa cái này đi. Cái này cũng kéo xuống, giảm bớt là mình sẽ giảm bớt một ly thôi. Cái này là hàn phía trên nhé các bạn nè. 46 là 48, 48 các bạn sẽ hàn ở, đây là hàn phù bì nhé các bạn. Hàn ở phía trên, không phù bì nhé, hàn ở phía trong này các bạn này. Đấy, cái đường này nó nằm trong này. Lúc này cái co là nó sẽ là nằm ngoài như thế này các bạn. Đấy, thì nó là 146, nhưng mà cái này là gì đã là đang là phù bì rồi. Thì và các bạn sẽ hàn ở phía trên của cái phần đáy này. Đấy, các bạn phản như thế này, này. Các bạn cũng vậy, cũng kéo xuống thành xuống 30 nữa. 30. Như vậy là cái bát này còn lại là 170. Đường chấn là 50 đầu tiên này. 50 bằng cái này các bạn này. Đấy. Còn cái phần này giờ mình chỉnh chiều cao của cái này.
Còn cái đồ cái chính giữa này là 70, nó sẽ bằng luôn cái này các bạn. Bằng cái đường chéo các bạn. Bằng cái đường chéo này này. Đây là 70.3 đúng không? Các bạn để 70 cũng được, nó vừa đẹp cũng được. Mất công nó số lẻ. Đấy. Đây là cái lý do tại sao mình cái này là 359.1 đấy các bạn. Mình để cho nó là số nó bằng như thế đẹp. Đây mình sẽ sửa chiều cao của cái chiều theo trục Y ấy. Đấy, chiều xuống này này. Người ta sẽ yêu cầu là 250. Cái bát này, bát này ra là 50 này, đấy, theo. Cái phần này này, tạo ra 50 các bạn dòng xuống này, đây theo. Là cái phần này các bạn này, 50 này, hai lỗ này. Mình đo cái phần này. Máng này là máng đang là 200. 200 nha các bạn. Các bạn sẽ phải kéo xuống 50.5. Cao này sao không? Vì cái tôn này lúc trước mình đang để là 200 tôn ly 2 nên là mình sẽ giảm xuống 0.5 ly nữa. Ở đây nó sẽ 400, đáng là 148 thì đúng là mình chỉ chấn một bước cái này lên. Còn bên này mình hàn phù bì hàn hoàn vào trong thì cái này chỉ chấn một bước là 4148 cộng với 2 ly là 150 đúng không? Nhưng mà mình đang để dư lên 0.5 là để bù cho cái hai lần bước chân này này. Các bạn sẽ bị co rút đi 0.5 ly. Đấy. Hiện tại nó vẫn đang là 278 cộng 2 ly là 280 đúng không? Nhưng mà người ta yêu cầu là 250. Vì cái phần này mình chưa test xuống 30 các bạn này. Các bạn à, cho xuống 30 nữa là vừa đẹp vì 30 là cái bàn bát này các bạn này, 50 này, 50 đầu này, cái này là 70, cái này 50, giống như cái bát này các bạn này. Cái bát này sẽ chấn theo góc độ của 135 này, chấn 135 và chấn vào luôn, làm sao mà vuông góc được. Làm sao thì giống cái hình này các bạn này. Các bạn sẽ chấn cái bát này theo cái góc như thế này. Người chấn sẽ nhìn cái này và chấn theo góc độ này. Bây giờ là đạt yêu cầu là 250. 248 cộng 2 ly nữa là 250 nha các bạn. Đấy. Ở đây mình phải set xuống cái này xuống 30. Và kéo xuống cái này xuống thành 50. Nhưng có gì sai sai nhỉ? 117 là đang sai này. Nó phải là 50 này. 50 là cái này là 170 mới đúng này. 3.2.5. Đấy. Ở giờ nó sẽ là 153. Đây, cái này là máng rộng bên này là rộng 150 đúng không? Thì cái độ bắt vào là nó là 153 để đây giống như cái bên này các bạn này. Ở đây là 118 mà mình ở đây mình để cho 119 thì các bạn có thể sửa cái này. Vì cái phần này nếu mà sơn tĩnh điện các bạn để 118 thì được. Nhưng mà nhúng nóng các bạn sẽ phải chỉnh cái này sang 0.5 ly. Hoặc là các bạn chuyển sang 1 ly. Thì cho bằng cái phần 170 luôn. Nó đang là 170 các bạn. Một ly. Các bạn trục nó đi. Cho cái này nào không? Đấy. Và sửa lại cái này. Cái này sẽ chỉnh như thế này.
cái phần đường này nó cũng không quan trọng lắm nha các bạn. Các bạn này sẽ cắt la dê theo cái đường này vào đây ăn đây này, người ta sẽ nhắm cái đường này vào đây vì người chấn nó cũng tương đối thôi đúng không ạ? Các bạn phải kịnh cái đường này là đây, cái đường này ra bên này, vậy là được 120. Ở giữa nó sẽ là 103, là đẩy cho cái mảng 100 các bạn. Vậy là xong, các bạn copy cái phần này nó vào đây. Các bạn nhìn thấy đã giống cái phần thiết kế của mình đây chưa? Đấy. Là cái phần này là phần T nhé các bạn. Đấy, mình sẽ xóa nó đi. Xong phần T nhé các bạn. Nó đảm bảo kích thước là 300, rộng theo trục X là 300, theo trục Y là 250. Đây, 250, 300. Mảng hai đầu là 150, mảng ở dưới là 100. Dưới 100 này, hai đầu là 150. Vậy là xong phần T. Đây. Xuống yêu cầu tiếp. Mở bên này cho nó rõ này. Ở đây tê tê hết rồi. Đến co ngang nha các bạn. Mình sẽ làm co ngang, co lên và co xuống nữa. Co ngang 150, 150. Đây người ta ghi co ngang 150, 150. H50, tôn 2 ly. Chi tiết số CT6 này. Số lượng 3. Đấy. Mình tìm đến cái bản về họ gửi CT6. Co ngang CT6. Đây các bạn này. CT6 là 250. 250. Vuông 250 nha các bạn. Máng là máng 150, 150. Cái này 50, cái bát hàn là 50 giống như cái bát lúc nãy các bạn. Thì mình cũng đã làm đây cho các bạn này. Mình copy nó ra. Đấy. Copy sẵn đây thôi. Còn mình sẽ lấy cái phần cái nó không giống của nó, mình sẽ copy nó ra để sửa cho các bạn xem cái phần, nếu mà các bạn có mẫu nhưng mà chưa làm thì các bạn sẽ, đây mình đang để cái mảng ba, cái con vuông 300 300. Đấy, nó khác với cái yêu cầu của người ta là 250 250, mà mảng là 150 đúng không? Mình sẽ xóa cái lỗ này nhé các bạn. Lúc này mình xóa lỗ này, mình cái đoạn lỗ này mình bắt các bạn phải có nhé, mình xóa để khỏi nó rối thôi các bạn. Mình sẽ kéo cái này xuống là 150, đây là 200 thì các bạn xuống kéo xuống 50, nhưng mà các bạn phải kéo xuống 50.5. Như lúc này mình nó là được 148.5 đúng không? Mình để bù cho là 0.5, cái phần này là bù cho cái phần độ co rút 50.5. Ủa, quá hả? 10 đi hả? Mình bấm 60. Đấy, các bạn cũng phải chỉnh cái phần này. 0.8 0.8 Các bạn cũng phải xóa lỗ này đi. Người ta cần hai lỗ thôi giống như bên này. Đây người ta chỉ cần hai lỗ. Thì các bạn xóa lỗ chính giữa đi. Đây mình cũng xóa lỗ này luôn. Sửa bên này. Chấm 8 0 8 Đấy. Rồi các bạn sẽ phải sửa phần này. Cái phần này mình đang để là 80. Đấy. Còn nhưng mà người ta yêu cầu sẽ là 50. Đây các bạn này.
kích thước này 50 này, bát này xuống đến đây 50. Các bạn phải kéo cái này xuống còn 3, xuống 30 đúng không? À, cái này cũng vậy, kéo xuống 30. Đấy. Bây giờ các bạn đo cái kích thước này. Các bạn kéo luôn cái phần nắp nhá, kéo quên. 30. 30. Các bạn cái này kéo xuống là 50. 18. Các bạn thấy là đúng cái phần 170 giống như lúc nãy các bạn này. Bây giờ này là 153. Khi mình chấn lên cái chấn cái ảnh này xuống là phần phụ bị lọt lòng của nó là 153. Đây các bạn đo cái phần này bao nhiêu? Là 248 sẽ là 200 thành 250. Giống kích thước người ta yêu cầu chưa các bạn? Đây. Vậy là xong phần co này. Rồi các bạn có cái phần lồ này này. Lồ này lúc này mình chưa cóp thì mình cóp cho các bạn xem này. Các bạn có thể lấy những cái có sẵn để sửa. Ở đây mình có sẵn này cóp cho nhanh nha các bạn. Xong này. Đó, cái lồ này là phần để cố định dây cáp. Đây nha các bạn. Họ cũng ghi cái lồ này như thế này. Các bạn cũng có cái lồ như vậy. Và khi mình sang cái bát này, cái bát này là thì là cái bát lúc này mình đã sửa cho phần bên kia giống như cái này này thì các bạn mình có thể cóp luôn nhưng không sửa là các bạn nhé. Các bạn kéo 30 mỗi bên vào và xóa cái lỗ thứ ba đi là được cái phần bát hạ cho cái phần này. Bát sẽ hạ như thế này các bạn. Và cái góc độ nó sẽ chấn như giống như cái lúc này. Đây góc độ là 135. Các bạn đo góc độ này cho người ta chấn này. Đấy. Thì cái người đứng máy chấn này sẽ họ sẽ nhìn cái này chấn là 45 độ này, cái kia ngoảnh lên là cũng chấn 45 độ là được cái bát phần để hàn vào cái này. Đây là xong cái phần co vuông đấy, phần co vuông xong đảm bảo yêu cầu. Đến cái phần co vuông này, cái co ngang nha các bạn, đến phần co lên nha các bạn này, co lên 150 150 h 50 dày 2 ly ct 8 số lượng 2 ct 8 các bạn, ct 8 các bạn tìm đến ct 8 là cái phần đây các bạn này, dài 200 ngang 200 h 50 phần này 100. Đấy, cái này là hình chiếu bằng này 150 này. Tổng cái này 200 ở đây này. Đây các bạn cũng tính thế thôi. Cái này cho mình xin phép vì cái thời lượng video cũng khá dài, mình sẽ cóp mình nói qua luôn. Cho phần co nha các bạn. Thì nó sẽ các bạn cũng về cái theo cái hình của nó đấy. Nhưng mà mình cái hình của nó sẽ không có cái cạnh chấn nha các bạn phải cái cạnh chấn thì các bạn phải bù trừ cái phần cả cạnh chấn này. Các bạn giống về giống hình của họ thôi. Nhưng mà các bạn phải trừ đi cái độ dài của cái này này. Một bước chân này thì cái này còn lại là 40. Cái này cũng là hàn ở phía ngoài chứ không ạ? Hàn về phía ngoài các bạn, đây 146 thì nó hàn phía ngoài. Nên cái này sẽ là 48. Đấy. 48 chân một cạnh nữa là lên 50. Đúng không các bạn? Đấy các bạn sẽ chết theo yêu cầu là 100 200 đúng không? Nó là cái cò 200. Mình đang để 199. Đấy. Các bạn có thể cái này là người ta yêu cầu là 100. Đấy. Các bạn muốn chính xác thì các bạn kết luôn nó thành 200 cũng được. Các bạn chỉ kéo phần giữa thôi. Là còn kéo phải kéo đều nhá, 0.5. Kéo trên kéo dưới nó mới đều được các bạn, 0.5.
Đấy, vậy là xong. Thì cái này các bạn cũng làm đối xứng, vì hai cái này nó là phải đối xứng, khi mình hàn hai bên thì phải đối xứng đúng không? Cái bậc cắt cắt các bạn cắt laser thì cũng phải cắt hai mặt như này. Mà đa số là cái phần phụ kiện này người ta giờ thì là cắt laser các bạn. Còn cái làm trên máy đột dập là rất là lâu và xấu. Những cái đường này mà cắt trên đột dập này thì chỉ phải điểm đây để người ta sẽ cắt bằng cái đường cắt máy nha các bạn, cắt tay các bạn. Còn cái giờ cắt laser người ta sẽ cắt cái đường này. Đấy. Chấn lên là nó là rất là đẹp. Đấy, ở đây mình sẽ để là 198 cái phần này, phần bát hàn này, hàn ở dưới này các bạn này. Mình có đang phải để đây 198 mới đúng đúng các bạn. Mình cũng để cái độ co rút của nó đi. Là 198.5. Đấy. Cái phần này các bạn này, chấn vuông góc. Còn cái nắp của nó là cũng là rộng 150, phổ bì là nó một cái này này là 153. Đây riêng cái co lên nó, cái nắp của nó các bạn phải từ đi vì khi mình đậy nó bị thường bị côm. Thì đây 100 mình sẽ để là 98 này, 98.5 này. Cái co lên này nó khác cái co xuống, cái z xuống như lúc này các bạn, là cái phần này cái co xuống thì các bạn ở đây 100 thì các bạn phải để 100, nhưng mà cái co lên các bạn sẽ để 98.5 vì khi cái đậy này để cái co lên nó thường bị ngả hở ra các bạn. Thì các bạn từ cái dạng từ bước cái phần cho nó nhỏ lại. Đấy. Đầu này cũng 100 thì cái đầu này cũng gọi là 98.5. Đấy. Còn phần dưới mình sẽ bớt đi 1,5 ly đến 2 ly các bạn. Đây là 73.5. Mình sẽ để nó là khoảng 71.5 hoặc 72 nhé các bạn. Ở đây mình để 70. Thì lúc này là 199 là mình đang giảm 1 ly. Thì các bạn phải để, nếu mà các bạn test lại 200 thì các bạn sẽ kéo lên 1 ly. Là 71.71. Mình để lại là 2 ly. Các bạn có thể rút cho nó lên là 0.5 nữa. Lỡ mày nó nghỉ ngắn lại các bạn. Rồi, thì nó lượng co rút của nó là được. Cái nắp co lên này nó, nếu mà các bạn làm đúng kích thước là 100, 173.5 thì nó sẽ dư ra các bạn nhé. Các bạn khi mà đẩy cái co lên này nó thường bị rơi ra. Nên các bạn phải rút rút ngắn lại như này. Rồi, theo đúng yêu cầu 200, 200, mãng là rộng 150. Mình xóa luôn cái co lên này. Để nói tiếp cái phần cái co lên xong đúng không? Rồi co xuống. Co xuống các bạn. Co xuống 150, 150 H50 CT7. Co xuống CT7 là cái này các bạn này. Đấy. Một đầu là 308, một đầu 200. Máng là rộng 150. Đấy. Đây các bạn, mình cũng copy luôn nha các bạn nhé. Vì nó cũng giống nhau các bạn, không có gì khác. Chỉ có cái co lên với co xuống là khác luôn, cái phần chấn lên chấn xuống này. Nếu mà co lên các bạn sẽ cái cạnh này nó sẽ nằm ở đây. Còn cái nếu mà co xuống các bạn, cái cạnh này nó sẽ ở phía bên này. Đấy. Nó khác nhau rồi vậy đây. Đây mình xóa cho bạn nhé. Đây 300. Người ta yêu cầu là 308 đúng không? Mình chấn cái cạnh này lên là nó là 381 rồi. Đấy. Cái này là 199. Đấy. Các bạn có thể kéo nó lại là 198.5. Thôi mình để nguyên vậy. Cái này 379 đúng không? Cũng có thể kết, các bạn có thể kéo nó lại là mình kéo luôn cho các bạn xem.
Như vậy là mới đúng các bạn. Mình chỉ để cái độ co-rút của nó là 0.5 ly thôi, trong thành 380.5, đây là 205. Thì khi người ta chấn lên nó chỉ được có 200 các bạn. Co-rút cũng khá là cao. Có thể nó có cái chấn, nó chấn này lên 205 nhưng mà độ sai số 0.5 dm thì cũng là 0.5 ly thì cũng là cho phép được các bạn. 200 358, đây cái này 200 358. Thì cái phần bát ở dưới là cái phần này, cũng là cái phần này sẽ hàn phạm vi ngoài, hàn phía ngoài đường ngoài này các bạn này. Cái bát nó sẽ nằm ngoài đường này nên cái này là 146. Đấy, giờ mình nói luôn này, cái này 199 này, đây mình đi 100. Bảy mươi hai, cái này bác bạn phải sửa nhá, nếu mà để 100 thì nó dư ra 1 ly, nó không hay. Đấy, cái ở dưới là 72 72 các bạn, đây, ba vấn đề nguyên đề 72 nguyên. Ở đây sẽ là 280, các bạn định nguyên 280, vậy là ok. Các bạn cũng có nguyên cái lỗ này để người ta cố định máng. Đây, cái phần nắp mà lúc này mình nói nắp co lên mình phải giảm bớt, nhưng mà nắp co xuống thì về để nguyên. Là cái này khi mình chấn lên là 200 thì các bạn để nguyên 200. Cái này mình 378 cho năm, khi mình chấn lên là nó là 308 thì các bạn cũng để nguyên là 308 mà không giảm bớt đi độ 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 cong kênh của nó, độ 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 vênh của nó các bạn. Co lên là khi mình đậy rất hay bị lồi ra nhé các bạn, rơi ra. Còn cái co xuống này thì ok, mình đè xuống là nó xuống bằng đúng cái phần mép này này, mình đậy bằng mép luôn mới đẹp. Cái này nó sẽ đối xứng như này. Đấy, cái này các bạn xóa bớt đi. Như vậy là các bạn có cái phần co xuống CT7 theo yêu cầu là rộng này là rộng 200, cái này 308 theo yêu cầu. Cái này rộng 200, 308, mang cáp 150, H là 50. Đấy, đương nhiên cái này là 48 này các bạn. Cái bước này là cũng là 11 theo đều theo các chi tiết khác này. Đấy, các bạn đo cái độ này cho người ta chấn cái bát này để hàn từ bát này xuống này. Vậy là xong phần co xuống. Đấy, còn lại cái phần này là kẹp máng điện. Cái kẹp là cái Z nha các bạn, cái Z nó hình như thế này này. Đây cái Z này nó có cái lỗ này để người ta đỡ máng lên các bạn, cái máng nó sẽ đỡ trên này. Đấy, Z này cũng đơn giản, cái bát này các bạn có thể tự chế tạo. Rồi cái này là nối máng cáp, thì là cái bát nối các bạn, bát nối này này để nối cái máng này này. Đấy, dài 160 mình đang đi 158 này, vì cái phần này nó chính từ tâm của cái này ra nên cái phần này dạy có dài 1 ly hay 2 ly nữa cũng chẳng thành vấn đề gì, vì cái tâm lỗ nó là đúng nhau rồi, dài ra cũng chẳng để làm gì. Cái này đầu bịt máng các bạn này, cái đầu bịt máng này, cái đầu bịt máng này, cái đầu mà khi mình cuối cái đi đường trần kinh, cái cuối đường máng cáp rồi á, không cần ra nữa thì các bạn sẽ phải bịt cái đầu máng này lại, thì người ta sẽ gọi là cái này là cái đầu bịt máng này. Ở đây mình tôn 2 ly, mình chấn này 141 ở giữa, mình chấn 2 lên đây là sẽ lên, nó sẽ lên là 145, nhưng mà cái lọt lòng của nó sẽ là 146 thì vừa đẹp đúng không? Lọt lòng của cái này là lọt lòng của máng 200 mà tôn 2 ly này nó sẽ là 100, lọt lòng của một máng 150. Máng 150 các bạn này. Lọt lòng của nó sẽ là 146, ở đây mình chấn 141 là khi mình chấn lên là còn là 100, được cộng lên là 145. Đấy, nên để vừa khít cái một phần máng rồi này. Giống như cái này các bạn. Đây, cái máng như hình thù như thế, các bạn sẽ bịt cái đầu lại này. Đấy, người ta gọi là cái đầu bịt máng 150. Vậy là xong cái phần
thiết kế phụ kiện, một số phụ kiện là cái dần Z này, chữ Z này, T này, co ngang, co lên co xuống. Đấy. Hôm sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần giảm trái giảm phải, giảm thẳng ngã tư, co 45 độ và cái phần cùng treo các bạn. Thì đến đây thời lượng video cũng khá dài dài rồi, thì mình xin được dừng lại để phần hướng dẫn tiếp theo mình sẽ làm ở video phần 3. Các bạn theo dõi kênh của mình để trực tiếp xem cái phần hướng dẫn còn lại của phần phụ kiện markup. Phần sau sẽ gồm là giảm trái, giảm phải, giảm thẳng, ngã tư, có 45 độ, đấy, cùng treo. Đấy. Còn cái gì nữa ta? Cũng tương đối hết rồi các bạn. Cái mà phụ kiện markup nó cũng chỉ thế thôi. Co vuông này, T đều này, T giảm, T tăng. Co ngang, co lên, co xuống. Đấy. Co giảm trái, giảm phải, giảm thẳng. Ngã tư, có 45 độ. Chữ Z, đấy, Z thì mình giới thiệu rồi. Đấy. Còn lại phần đấy thì hôm sau mình hẹn các bạn ở phần thứ ba. Nay thời lượng video cũng khá dài rồi. Nếu các bạn thấy video mình hướng dẫn có bổ ích thì các bạn phải ủng hộ mình, like, subscribe và chia sẻ video giúp mình để ủng hộ mình ra những video tốt hơn. Chúc các bạn thành công.